Vậy ví dụ như là bây giờ anh quen em chẳng hạn đúng không? Bố mẹ anh tức là muốn em làm dâu, nhưng mà tính cách của em thì thực sự là em không có thích làm dâu đâu. Em thì lấy chồng thì em muốn là sẽ hai vợ chồng sống riêng. Thì bây giờ nếu mà lựa chọn thì anh sẽ như thế nào? Thì ba mẹ lúc nào cũng muốn như vậy, nhưng mà anh có quyết định riêng của anh. Có nghĩa là anh sẽ muốn ra ngoài sống để cho vợ mình khỏi có áp lực về cái chuyện mẹ chồng con dâu. Nên thích ra ngoài kệ. Dạ thì anh có câu hỏi gì muốn hỏi cho em không? Nghe giọng em mà anh không biết là em là người ở đâu, quê ở đâu. Em thì gốc là ở ngoài Bắc á. Bố em thì ngoài Bắc, mẹ em thì trong này. Em thì chủ yếu là sống ở ngoài Bắc. Em mới vào đây một thời gian cũng gần đây thôi. Dạ, cho nên cái giọng em nó hơi lai Bắc một xíu. Dạ. Mà anh thích giọng Bắc. Dạ. Anh cho em hỏi là tiếp người của anh thì anh muốn một người phụ nữ là đoan trang, hiền thục, nội trợ, hay là một người phụ nữ có thể là mạnh mẽ hoặc là nhanh nhẹn? Biết lo gia đình, đoan trang thôi. Không cần phải mạnh mẽ đâu. Mạnh mẽ thì có anh bảo vệ rồi. Không phải mạnh mẽ đâu. Anh có thể nói sơ qua về tính cách của anh được không? Nói chung là cũng hơi khó. Dạ. Anh khó hết tính. Với lại anh hay suy nghĩ vu vơ. Anh với anh Triệu là anh em sinh đôi. Thì hai anh cùng tham gia chương trình này và cùng gặp em. Ví dụ như là anh cũng thích em, anh Triệu cũng thích em, mà em chỉ chọn một trong hai anh, thì ví dụ em chọn anh Triệu không chọn anh chẳng hạn, thì lỡ năm sau em lấy anh Triệu rồi anh sẽ như thế nào? Nó bình thường đó, cái duyên số à. Duyên số thì do em chọn thôi, chứ đâu phải là anh nên thì cũng không có gì mà buồn hết. Có khi nào về rồi anh lại hầm hực hay là gì đó không, thì không, sao không, anh? Không bao giờ. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vậy có gì thì em cũng mong là qua cái buổi hôm nay thì nếu mà có cơ hội thì anh với em có thể là tìm hiểu và tiến xa hơn. Dạ. Đúng là một cô gái làm công việc sale bất động sản, kiểm soát hoàn toàn cái cuộc nói chuyện luôn thưa quý vị. Rồi cô, bây giờ mình có câu hỏi nào mình hỏi chàng trai của chúng ta không? Nãy con nói là con hơi khó tánh á. Có gia trưởng không? Dạ không. Gia trưởng không được với can cô đâu. Dạ không. Nó không mạnh không mẽ lắm á. Dạ. Rồi. Trước khi mà bạn gặp cô gái này á, và sau khi mà cuộc trò chuyện trao đổi á, thì nó có khác gì cái hình dung và cái mong muốn của bạn không? Không khác gì, giống như là người mà em muốn tìm kiếm bao lâu rồi. Người em muốn tìm kiếm bao lâu luôn không ạ? Thế còn với Trang thì sao? Chàng trai trước mặt có khác gì với trước khi mà em gặp hay không? Em thấy thì anh là rất là hiền lành. Cũng có tí tính tiến thủ anh, bởi vì em rất là thích con người đàn ông là thông minh và tiến thủ. Thì hiện tại bây giờ do mới tiếp xúc thời gian rất là ngắn, cho nên em cũng không thể nào hiểu hết con người của anh được. Cho nên là em cũng mong sao là hai bên có thể, nếu mà có cơ hội thì có thể tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa. Rồi rồi chuyện gì đến sẽ đến phải không? Dạ đúng rồi, cái đó là do duyên số nữa anh.